Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xuân tùy hỷ, phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thân văn giác đại lực, nguyện tổng cùng ý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, chúng con thành kính tri ân đại đức Tuệ Tri đã từ bi lễ bái Tam Bảo cho đạo tràng hôm nay và cảm ơn quý sư. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng tọa Nhất Đẳng, cùng chư tôn giả, tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, cuộc sống này với cái nhìn của Đức Phật và các bậc giải thoát là một dòng xoáy, dòng nước lũ hay gọi là bọt lưu. Mặc dù con người sống trong cái cảnh đời cũng có người hạnh phúc, quan lạc, nhưng mà họ đang chơi vơi trong cái bị khổ trầm luân, họ không có hay. Và họ bị cuốn trôi như vậy cho đến khi họ gặp cái vùng nước xoáy thì họ bị nhận chìm. Khi sợ hãi cái sự luân hồi sinh tử này thì chúng ta phải tìm ra được cái lối thoát. Vị thi tử Chandana đã hỏi Đức Phật: trong đó 4 câu chúng ta chỉ gom 2 câu, làm sao vượt một lưu, ai không chìm vượt sâu. Thì bài kệ của Đức Phật trả lời cho thi tử Chandana, Đức Phật Ngài đã đưa ra một cái phương án tu tập, một cái phương thức tu tập để vượt bột lưu và không chìm vượt sâu. Bài học này có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng ta hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Tân vị giảng sư ngày thứ bảy giảng giải. Và trước nhất thì xin mời cô Phong Lan đọc cho chánh kinh của bài học. Sau đó xin cung kính Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập pháp thoại hôm nay. Dạ, kính cảm ơn quý sít, con cảm ơn sư. Bài 5 Kinh Chandana, Chiên Đàn,
Chandana Suttang, vô sở đắc, vô sở trụ, dẫn nhập cuộc sống từ góc nhìn của các bậc giải thoát là một đại hồng thủy cuốn phăng và nhận chìm tất cả. Người tu được hiểu là kẻ vượt bọc lưu, muốn đạt đến bờ bến an toàn thì không thể y tựa hay bám víu bất cứ thứ gì. Giống như một người bơi giữa đại dương, phong ba không thể nghĩ tới ôm phao hay tìm chỗ đứng, và đó phải là nỗ lực không ngừng nghỉ để khỏi bị nhận chìm vào vực sâu. Phương thức mà Đức Phật truyền dạy là tu tập giới học tăng thượng, định học tăng thượng, tuệ học tăng thượng. Con đường tam học chính là hành trình không bám víu, không y tựa, như câu thoại đầu, vô sở đắc, vô sở trụ, giúp hành giả không bị cột trói bởi hỷ tham đối với dục niệm bên trong và sắc tướng bên ngoài. Chỉ có sự kiên trì theo đường bát chánh mới giúp hành giả không bị nhận chìm giữa phong ba bão tố và đến được bến bờ giải thoát đích thực. Kinh văn. Đứng một bên, thiên tử Chandana nói lên bài kệ với Thế Tôn: làm sao vượt bọc lưu, ngày đêm vẫn kiên trì, không trú, không bám víu, ai không chìm vực sâu. Thế Tôn, vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bọc lưu khó vượt, vị đoạn ly dục tưởng, vượt khỏi sắc triền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. Bản hiệu đính. Thiên tử, ai người vượt bọc lưu, đêm ngày luôn nỗ lực, vô trụ sở đắc, không chìm vào vực thẳm. Thế Tôn, ai viên mãn giới hạnh, thiền định và tuệ giác, với tinh cần quyết tâm, vượt thác lũ khó vượt, từ bỏ những dục niệm, không sắc tướng cột trói, làm cạn kiệt hỷ tham, không chìm xuống vực thẳm. Thích văn. Ca tham su ta ra tí ồ gầm, ai người vượt bọc lưu, ai người vượt lũ lụt. Ratin đi vát mát tàn đi tồ, không mệt mỏi đêm ngày, ngày đêm luôn nỗ lực. Apatithe ana làm bề, không níu cũng không nương, không xem thích nghĩa, vô sở đắc và vô sở trụ. Cồ gầm phí rề ná xì đá tì tí, không chìm xuống vực sâu. Sắp ba đà xì xì lá sầm bàn nồ, không luôn viên mãn giới hạnh. Bàn nhà hòa su sa mà hi tồ, với tuệ và định tâm. À rắp Tha vi ri yo pa hi ta to, tinh cần và quyết chí. Ô gầm ta ra tí đút ta rầm, vượt bọc lưu khó vượt. Vi ra to ca ma san nhà giá, từ bỏ dục niệm xa lìa dục tưởng. Ru ba sam yo giá na tí go, vượt thắng sắc kiết phược. Nan di ra ga pa ri khi nồ, làm cạn kiệt hỷ tham. Sô gầm phí rê ná xì đá tì tí, không chìm vào vực thẳm. Thích nghĩa theo sớ giải, dưới không nương là áp bá thiết thề, vô sở trụ. Trên không bám là á na lầm bá nề, vô sở đắc áp bá thiết thề. Á na lầm bề tí hề tha áp bá thiết thề ấp bá rí a á na làm bá nề. Dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu, hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật
giáo pháp và chư tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đức Tề Tri, đức Tề Đức Sư Minh Hạnh cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay nó là nói đến một cái vị thiên tử Chandana, với cái tựa đề của cái bài học là Vô Sở Đắc, Vô Sở Trụ. Đây là một cái bài học rất là quan trọng trong cái tiến trình tu học giải thoát ở trong đạo Phật. Chúng ta biết rằng Đức Phật là một bậc giác ngộ. Ngài giác ngộ về những cái pháp hiển diện sự thật nó, và từ đó Ngài mới chuyển đạt pháp mà Ngài đã chứng đắc qua những gì mà Ngài đã thành tựu, đã đi trên cái con đường đó. Con đường đó đó thì quả thật là con đường của chư Phật ba đời. Theo cái nhìn của Bậc Thánh thì chúng sanh luân hồi sanh tử thì thật sự là nó rất là nhiều, và nó bị những cái dòng nước cuốn, mà ở đây được biết như là một cái dòng nước dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kiến bậc lưu và vô minh bậc lưu. Ở đây đó là bộc lưu, tức là chỉ cho cái dòng nước, chính cái dòng nước đó đó nó cuốn quăng, cuốn phăng chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi, hết kiếp này kiếp khác, hết cảnh giới này đến cảnh giới khác. Và khi mà hiện hữu ở trong các cái cảnh giới đó, hay là hiện hữu ở thân ngũ quẩn dưới dạng này hay dưới dạng khác, thì đều là sự khổ đối với cái nhìn của Bậc Thánh. Chỉ có Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, chúng ta được biết như là một vị chánh đẳng giác. Và chính những điều này Đức Phật Ngài đã giác ngộ, và Ngài chỉ dạy con đường đó. Và chư Phật ba đời, hay là chư vị thánh đệ tử của Đức Phật, các bậc thinh văn đã giác ngộ về con đường đó, Thì ở đây đó là với cái nhìn của bậc thánh thì chúng sanh luân hồi sanh tử là khổ. Và vì vậy muốn thoát khỏi cái khổ á, thì có một cái phương pháp, để vượt khổ, Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về lời dạy của Đức Phật, thì đó là những cái phương pháp và con đường mà Đức Phật đã dạy từ xưa đến nay. Phật giáo đã trải qua hơn 25 thế kỷ, qua nhiều hình thái truyền thừa. Nhưng mà ở đây đó, là cái cốt lõi ở trong đạo Phật, cái tôn chỉ mà Đức Phật Ngài dạy, đó là phương pháp để thoát khỏi cái khổ, đó là giới, định và tuệ. Thật sự ra thì cái hình thái Phật giáo mà càng về sau này đó, thì lại là có những cái thiên về tha lực là phần nhiều. Tức là chúng ta cầu mong cái này, nương tựa cái kia là phần nhiều. Nương tựa cái này, nương tựa cái kia là phần nhiều. Nhưng mà ít có quan tâm tới, ít có chú trọng tới cái con đường mà Đức Phật, đó là cốt lõi, con đường giới định tuệ. Có thể nói rằng là trong Phật giáo, mỗi người chúng ta đó là từ các bậc xuất gia, cũng như là những hàng cư sĩ đó, thì chúng ta thấy rằng mọi người đều có cái sự nương tựa của chính mình. Nương tựa ở đó là gì? Nương tựa ở Phật, nương tựa ở Pháp, nương tựa ở Tăng.
cái nương tựa đó đó cũng nói lên cái sự tự lực, nỗ lực của mình là chính, nỗ lực của mình là chính. Bởi vì Phật là hình ảnh để chúng ta nương tựa, nương tựa để chúng ta y cứ theo cái lời dạy của Ngài, đó là giáo pháp. Nương tựa tăng là cái hình ảnh của thanh tịnh để chúng ta học hỏi, để nương tựa theo. Nhưng mà cái việc nỗ lực của mình là chính. Cho nên là ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng Attahi Atnato, Attahi Atnato Natho Karo Baro Siyan Attata Hisudante Na Nathang Laphati Đun Đạp Văn. Chính ta tự nương tựa, nào ai khác cứu tinh, tự mình khéo điều phục, được cứu tinh khó được. Cái việc chính mà Đức Phật Ngài muốn dạy cho những hàng đệ tử của Ngài, hay là những ai có cái duyên lành hướng đến Ngài đó, thì Ngài cũng khuyên một điều, đó là hãy nên nỗ lực. Ngay cả những giờ phút cuối cùng của Đức Phật, ở trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật cũng kêu là các thầy tỳ kheo hãy cố gắng tinh tấn. Các pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy nỗ lực tinh tấn. Như Lai chỉ là một đạo sư. Nói như vậy thì không có nghĩa là chúng ta không có cái sự nương tựa ở bên ngoài cái gì khác, mà chúng ta nương tựa ở nơi Phật, nương tựa nơi Pháp, nương tựa nơi Tâm. Cũng có nghĩa là cái sự nương tựa đó là cái sự nỗ lực của chính mình, nỗ lực của chính mình. Thì ở đây, khi mà một vị thiên hỏi Đức Phật làm sao vượt bậc lưu, Ngài điên vững kiên trì, không trú, không bám díu, ai không chìm vực sâu, thì Đức Phật Ngài mới trả lời rằng vị luôn luôn trì giới, trí tuệ khéo định tĩnh, chí siêng năng dũng mãnh, vượt bậc lưu khó. Vượt vị đoạn đi dục tướng, dục tướng vượt khỏi sắc triền phược, đoạn tận hỷ hữu ái, không chìm xuống vực sâu. Ở đây đó thì một điều đó là nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời cũng như là bản thân của chúng ta, cũng như những gì lời dạy của Đức Phật, thì có người đi đến với Phật Pháp này đó thì nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà cái mục đích chính nhất á, là sao? Nhận ra được cái đời sống luân hồi đang bị trói buộc, đời sống luân hồi đang bị khổ lụy bởi kiếp nhân sinh. Chúng ta nói điều này đó thì theo chúng tôi nghĩ đó, không phải là những điều quy bi quan. Chúng ta có nhìn, bởi vì cuộc đời chúng ta thật sự là có đam mê thì mới có dính mắc, có đam mê mới có chấp thủ. Còn khi nào mà mình không đam mê, mình không dính mắc, mình không chấp thủ, quý vị còn nghe được không ạ? Quý vị còn nghe được không ạ? Mình thấy Phong Lan nói hết nghe. Dạ. Có đam mê thì có chấp thủ, và có chấp thủ thì sẽ có cái sự buộc. Và ở đó đó, Đức Phật dạy cho chúng ta đó là hãy nỗ lực thực hành để vượt khỏi cái dòng bục lưu đó. Bởi chúng ta nhìn đời á, thì rõ ràng theo cái góc nhìn ở xã hội hay là tất cả các tôn giáo, người ta cứ nghĩ rằng cái gì đó là sống ở đời thì cần có cái tình thương, cần có cái sự này sự kia để tạo nên một cái sự gắn bó với nhau. Nhưng mà chính cái sự gắn bó đó nó trở thành một cái dính chấp ở trong đó. Và
chúng sanh bị trói buộc. Một điều đó là khi chúng ta gẫm lại trong cuộc đời này đó, từ lúc mà chúng ta bắt đầu mở mắt chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì tất cả những cái gì đó chúng ta nghĩ rằng ở đời thì chúng ta cần phải có trách nhiệm để lo cái này lo cái kia, nhưng mà sự thật ra đó thì mỗi người đều có trách nhiệm. Các vị tu sĩ, các bậc xuất gia thì có cái trách nhiệm. Trách nhiệm của mình là một cái trách nhiệm của một cái người tu, cần phải làm cái gì, cái gì để mà cái việc đó là cái việc có lợi cho lợi ích chung. Cái việc đó là cái việc mà mình nghĩ rằng chính cái đó để tạo trữ công đức, cái thiện duyên cho chính mình, cái hành trang cho chính mình. Bởi vì như là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng chúng sanh á, luân hồi trong sanh tử, có nghĩa là ví giống như là cái biển của luân hồi, và mỗi người đó tự bơi qua cái biển của luân hồi đó. Và chúng ta không thể nói là bơi không, bơi bằng tay bằng chân không, mà chúng ta cần có một chỗ nương tựa. Mà nương tựa ở đây đó là gì? Không phải nương tựa ở cái gì khác ở bên ngoài, ngoài chúng ta ra, mà chúng ta nương tựa ở đây có lẽ là chúng ta nương tựa giới, nương tựa định, nương tựa tuệ. Giống như là một người mà có cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng, cái ví dụ, cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng một cái người mà bơi qua biển đó, người mà bơi qua biển đó, thì cần có một cái chiếc bè kết bằng 8 cái miếng thanh gỗ. Thanh gỗ, 8 cái thanh gỗ đó, đó là tượng trưng cho bát chánh đạo, và được kết bằng 3 cái sợi dây, tức là sợi dây để kết thành chiếc bè. Sợi dây đó là sợi dây giới, sợi dây định và sợi dây tuệ. Rồi mình cứ lẫn, mình cũng lần lượt nỗ lực, tự cá nhân của mỗi người, tự mỗi vị hành giả tự nỗ lực mà lấy, tức là mình phải nỗ lực để mà mình bơi. Bơi như vậy thì qua đó, là mỗi một cái chiếc bè chúng ta bơi qua như vậy đó, thì qua 4 cái hòn đảo. Hòn đảo, 4 hòn đảo đó là tượng trưng cho tứ thánh quả. 4 hòn đảo đó tượng trưng cho tứ thánh quả, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả. Và cứ mỗi một lần chúng ta đi qua một hòn đảo vậy đó, thì chúng ta phải loại trừ những cái sự bám dính, hay nói tên cách khác, tức là những cái tên hải tặc hay những tên cướp, những cái tên mà nó đeo bám theo cái chiếc bè đó, chúng ta cần phải đẩy lùi nó ra, tức là làm sao để diệt bỏ những cái tên cướp đó hay những cái tên hải tặc đó, để rồi chúng ta lại tiếp tục bơi nữa. Thì như chúng ta được biết đó, là từ cái hình ảnh của các bậc thánh Tu Đà Quờn á, thì diệt 3 cái kiết sử đầu tiên, tức là diệt được 3 cái tên cướp đầu tiên. Rồi bậc thánh nhị quả thì làm cho 2 cái tên kế tiếp nữa đó, tức là dục ái và sân á, thì sẽ bị đuối sức, không khó theo kịp, nó giảm dần. Rồi bậc thánh tam quả có nghĩa là diệt 2 cái tên cướp còn lại, tức là dục ái và sân. Và bậc thánh tứ quả, tức là qua cái hòn đảo thứ tư đó, thì vị hành giả đó diệt 4 cái 5 cái kiết sử còn lại, tức là 5 thượng phần kiết sử, tức là 5 tên cướp đó, nó sẽ không còn đám bám theo được nữa, thì vị hành giả mới đạt được cái bước qua cái hòn đảo thứ tư. Và như vậy đó, thì ở đây khi mà mình nói rằng tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ, sự thật ra nói giới định tuệ hay nói bát chánh đạo ở trên cái phương diện thường thường đó, là mình chỉ nói là những cái bát chánh đạo trên phương diện bình thường thôi, hay là trên phương diện hiệp thế này trong cuộc đời này, tức là chúng ta phải có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn.
Thì khi mà chúng ta có đủ những điều đó, nó làm cho cái cuộc sống chúng ta có được an lạc, và nó làm cho cuộc sống chúng ta đi đến cái sự thánh thoát hơn đi. Nhưng mà nói trên cái phương diện mà siêu thế, hay trên phương diện của các bậc thánh giả đó, thì chúng ta thấy rằng Bát Chánh Đạo đó nói trên phương diện siêu thế, có nghĩa là để mà trở thành một bậc thánh thì các vị ấy phải nương tựa Bát Chánh Đạo, nương tựa vào Bát Chánh Đạo. Bây giờ khi nói là giới, định và tuệ, thật sự ra cái tiến trình tu tập của một vị hành giả ở trong Phật Pháp này đó, trong Đạo Phật này đó, là một cái tiến trình mà chúng ta cần phải trải qua, cần phải trải qua. Muốn được giải thoát hay là muốn vượt ra khỏi cái biển trầm luân sanh tử luân hồi nè, Phật là một cái vị đạo sư chỉ đường, thầy tổ cũng là một cái vị kế thừa cái truyền thống của chư Phật để rồi nhắc nhở hướng dẫn cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tự nỗ lực lấy, tự nương tựa lấy. Tức là chúng ta, mình nói điều này để cho chúng ta thấy rằng đạo Phật của chúng ta đó, Đức Phật dạy cho chúng ta tự chủ về chính cái vận mệnh của chính mình, tự chủ về cái đời sống luân hồi của chính mình. Và một khi mình có nói rất là nhiều, mình nói rất là hay, mình nhiều cái phương pháp này hoặc phương pháp nọ để mà mình nói đó là con đường tu của mình, nhưng mà sự thật đó thì không ở đâu, không có thể nào mà rời bỏ Bát Chánh Đạo, hay không thể nói nào rời bỏ giới, định và tuệ được. Giới, định và tuệ được. Như vậy thì ở đây đó là khi mà mình cái đời sống tu hành, trước nhất là nguyên tắc sống, nguyên tắc sống đó nó tác động và chi phối cho cái lời nói, hành động và suy nghĩ của mình. Lời nói, hành động và suy nghĩ, hay nói cách khác tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Muốn điều chỉnh được những điều đó đó thì chúng ta phải nương tựa vào giới, nương tựa vào giới. Bởi vì giới đó là nguyên tắc sống. Dù là giới được nói trong thanh tứ thanh tịnh giới, tức là giới bổn thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, vân vân, thì những cái giới đó đó là nói đến cái nguyên tắc sống, cái nguyên tắc sống của một vị hành giả. Bây giờ làm gì làm, một cái người tu thì trước nhất là mình tránh xa khẩu nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp bất thiện. Mình tránh xa những điều đó. Trong cái đời sống của mình, trong cái sự thu thúc trong hàng ngày của mình, thu thúc đi đứng nằm ngồi, mắt tai mũi lưỡi thân, thì tất cả những cái điều đó nó phải có cái sự khuôn khổ, hay nói cách khác tức là mình thu thúc đó, mình cần phải có cái đời sống hàng ngày, mình có phần cần phải có cái sự chánh niệm, chánh niệm trong đời sống. Bởi vì mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm á, thì những cái điều đó nó hết sức là bình thường trong đời sống, nó là xảy ra trong hàng ngày của chúng ta. Mà nếu như mà mình không có sự chánh niệm thu thúc đó, thì cái việc tu tập của mình, cái sự thu thúc của mình nó không có, rồi cái tâm của mình không nể nào mà mình an tịnh được, có thể đem đến cái định tâm được. Như vậy thì cái sự thu thúc đó là một phương pháp cần thiết. Bởi vì cái đời sống tự nhiên của phàm phu đó, đó là gì? Dạ xin cho hỏi là quý vị còn nghe không ạ? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa, cảm ơn quý vị. Thì khi mà mình không thấy được cái sự phóng túng của mình, thì tâm của mình nó phan duyên theo trần cảnh, cứ nghĩ tham đến tham, nghĩ đến sân, nghĩ đến si, hay là dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, cứ diễn ra trong đời sống hoài. Mà mình không thu thúc thì làm sao mình có chánh niệm được. Khi mà mình có chánh niệm thì tâm mình có thể là để dễ dàng
đi đến sự định tâm được. Đó là một trong những cái thu thúc, cũng là cái cách tu của mình. Bởi vì một cái người bình thường thì cứ để tâm của mình nó cứ phan duyên theo trần cảnh. Rồi bây giờ á, mình biết là cái điều nào phạm hay là không phạm, tội, lỗi, tội nhẹ, tội nặng, lỗi nhẹ, lỗi nặng mình cần phải biết. Tức là những điều học mà Đức Phật Ngài dạy ở trong giới bổn. Chứ không phải là nói là tu giới, mình nghe nói là 227 giới đối với luật tạng Pali của chúng ta thì nghe là như vậy. Nhưng mà rồi đó là mình có tìm hiểu ở trong đó thì mình mới biết được là cái điều này trọng tội nè, cái điều này là tội nhẹ nè, cái điều này là tội nặng nè, điều này không có lỗi nè, không có tội nè, điều này có tội. Trong cái giới luật của Đức Phật ban hành á, là một là những điều không nên làm, hai là những điều được phép làm. Những điều được phép làm, được những điều pháp làm á, thì ở đây đó quý vị thấy rằng thí dụ như là lễ dân y, rồi chư tăng nhập hạ, rồi những cái điều mà sám hối, hay là những cái điều mà đối với những vị chư tăng được phép làm, rồi những cái điều không được làm, những cái điều không được làm tức là những điều nên tránh, những cái điều nên tránh, thí dụ như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh gì đó, vân vân, thì nhiều điều lắm. Để khi Đức Phật Ngài khuyên mình là không nên làm những điều đó, bởi vì chính Đức Phật là một vị đạo sư, Ngài biết rõ được cái ngóc ngách, những cái tiềm ẩn, những cái tinh vi ở trong mỗi cái khởi niệm của chúng sanh, mỗi cái hành vi của chúng sanh, từ lời nói và hành động mà giờ vì đó mà tạo ra cái nghiệp bất thiện. Cho nên Đức Phật khuyến khích là không nên làm, không nên làm. Mình tu là tránh, tránh xa những điều đó. Đó là mình nói trên phương diện của người mà chúng ta đang tu tập. Bởi vì nói trong Di Diệu Pháp thì sở hữu bát chi đạo nó có thể họp ở trong tâm đại thiện, để rồi nó là tạo nên một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là giai đoạn mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập. Và sở hữu bát chi đạo đó mà họp ở trong tâm siêu thế đó, thì đó là mình nói là họp ở trong tâm bậc thánh để đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não. Bởi vì cái gì mà ngâm tẩm nhận tìm chìm chúng ta, chúng sanh trong sanh tử luân hồi, bị ngâm tẩm nhận chìm trong sanh tử luân hồi khổ đau này, tính là dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kiến bậc lưu và vô minh bậc lưu. Hay là trong kinh chúng ta thấy là có nhiều khi nói là hữu và kiến nó cũng chung một cái bậc lưu thôi. Và trong đó có dục bậc lưu, hữu bậc lưu và vô minh bậc lưu, thì gom chung cho cái kiến bậc lưu và hữu bậc lưu chung. Có những cái đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy như vậy, thì có nghĩa là chính những cái pháp đó, đó làm cho chúng sanh bị nhận chìm, tiêm nhiễm, nhận chìm trong sanh tử luân hồi. Cho nên đối với là cái người mà tu tập về giới thì phải biết cái điều gì nên làm. Rồi trong đời sống hàng ngày đó, chúng ta thấy rằng là trong cái sự thọ dụng của mình cũng vậy, gọi là ăn mặc ở bệnh, hay nói là bốn món vật dụng. Bốn món vật dụng, tuy là những cái mà Đức Phật Ngài thương chúng ta, đối với các vị đệ tử của Ngài, trong đó có hàng xuất gia đó, thì quý vị thấy rằng là cần phải biết rằng là bốn cái món đó là cần thiết, nhưng mà mình cần phải có cái sự quán tưởng. Ở trong kinh dạy rằng vật thực này đó là khi chưa vào trong cơ thể này đó, ngoài cái miệng của chúng ta đó, thì thấy nó đẹp, nó hấp dẫn, nó màu sắc, nó thơm, nó mùi này mùi kia, nó hấp dẫn, nó bắt mùi, vân vân, chúng ta ham thích trong đó. Mà Phật dạy đó là cái vật thực này khi chưa đưa vào trong cơ thể thì thấy nó đẹp, nó hấp dẫn, nó thơm như vậy, nhưng mà khi đã đưa vào khỏi cổ rồi giật đáng nhầm cơm. Đức Phật dạy vậy. Mình nhìn lại cái sự thật ra đó, thì trong những cái pháp đầu đà của các vị mà tu hành đầu đà đó, có cái hạnh mà gọi là thọ dụng nhất bát đó, trong một bát đó là đi khất thực đó, thì cái vật gì đó người ta cúng dường, vật mặn, vật ngọt, vật béo gì đi nữa, cứng, vật mềm gì đi nữa,
vật thực đó khi mà trộn vô chung và dùng, mình để bên mình, thà là mình dùng ở bên trong á, nó vào bên trong, trong dạ dày của mình, trong bao tử của mình á, thì nó trộn ra sao thì trộn, nhưng mà bên ngoài mình nhìn lại để mình trộn hết, để mình nạp vô trong cái miệng của mình, thì nếu như một người không có một cái tâm lực mạnh, không có một cái sự quán tưởng tốt á, thì mình không dám dùng những cái vật đó. Mà Đức Phật dạy vậy, Đức Phật dạy để chi? Để cái tâm của mình đừng dính trong cái việc ăn uống thọ dụng đó, ăn uống đó. Chủ yếu là để ngăn chặn cái tâm tham thích của mình trong ngũ dục. Đó là như vậy. Rồi y phục của chúng ta cũng vậy. Quần áo của chúng ta, nói theo cái từ ở ngoài đời người ta gọi là quần áo, nhưng nói trong Phật Pháp thì gọi là y áo của chúng ta. Chư Tăng thì kheo thì có tâm y quả bát, tức là y Sankatiya, tức là y Tăng và Lê. Y thứ hai là y Uttara Tăng, tức là y vai trái. Y thứ ba là y Antara Vasaka, thì những cái y đó là y nội. Thì ba cái y đó thôi. Mà mình quán tưởng rằng cái y này nếu mà chưa đưa vào trong cái mặt, vào trong cơ thể, thì mình thấy nó sạch, nó thơm, nó láng vậy. Nhưng mà mặc thử một ngày đi, mồ hôi của mình rồi cái này cái kia nó bám, bụi bẩn nó bám vô trong đó thì nó sẽ dơ thôi. Sự thật ra nếu mà mình dính mặt ở trong cái quần áo của mình thì mình cũng bị cối trói buộc thôi. Bất cứ chúng tôi để ý một điều, đó là mình dễ dàng nhẹ nhàng chừng nào thì mình sẽ là ít dính bận chừng nấy. Mà khi mà mình ít dính bận nhiều chừng nào thì mình đỡ khổ chừng nấy. Còn mình bị khó khăn chừng nào, mình bị dính bận cái nào, dù cái vật đó nó nhỏ nhất đi nữa, mình thấy nó rất là đơn giản, nhưng mà chiếu chúng ta dính mắc vô đó thì nó cũng là một trong những cái hệ lụy cho cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Đó là như vậy. Rồi đó là cốc liêu cũng vậy. Ở trong lực thì Đức Phật quy định cái phòng ở của một vị tỳ kheo không quá lớn cũng không quá nhỏ. Quá lớn để mình chứa đồ đó, nó vừa thôi. Lực tạng thì gọi là có những cái nguyên tắc sống, tức là cái cốc nhà mình á, thì quý vị biết rằng mình thích mình có cái biệt thự cho thật to, thật to, rồi mình để đồ ở trong, mình trang trí sao cho nó đẹp, đủ thứ chuyện trên cuộc đời này, để mình ngắm, mình nhìn, mình thưởng thụ lấy nó. Nhưng mà cốc một vị tỳ kheo đó là chỉ là một phòng ốc, nó cũng là vừa chừng, không quá lớn, không quá lớn. Quá lớn ở đó theo chúng tôi nghĩ đó là để nhiều khi mình chứa vật dụng gì đó, đồ chứa đồ dài rồi tâm mình bị dính mắc ở trong. Cho nên là Phật khuyên chư tỳ kheo không có làm cái phòng ở của một vị tỳ kheo quá lớn. Rồi ngay cả những cái phương tiện khi mà mình sử dụng, bệnh hoạn, ốm đau, nó cũng vừa chừng. Ngay cả cái đời sống hàng ngày thì chúng ta đó là khi mà mình lớn tuổi thì mình sẽ dễ dàng bị bệnh hơn là lúc mình trẻ tuổi. Rồi khi mà mình lớn tuổi thì mình sẽ dễ dàng bệnh. Nhưng mà cái tâm của mình là mình nghĩ là thuốc chữa bệnh nó cũng chỉ là một cái phương tiện để chữa lành cái căn bệnh thân này thôi. Chữa lành cái bệnh mình. Chúng ta có hai cái loại bệnh, thân bệnh và tâm bệnh. Cái thân bệnh này đó là nó cũng dính mắc với đời sống của chúng ta, kiếp sống của chúng ta. Rồi cái tâm bệnh này nó cũng là liên quan với cái đời sống luân hồi của chúng ta. Chúng ta có bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh chấp thủ, bệnh đủ thứ bệnh ở trong đó, là bệnh của phiền não. Cho nên khi mà mình chấp giữ ở trong đó, đó là mình không thể tốt được. Cho nên tu hành là phải có cái điều, có những cái nguyên tắc sống, tức là những cái giới để làm cho cái tâm mình được an tịnh. Tâm mình được an tịnh. Trong thanh tịnh đạo thì Ngài Bố Thá Cô Xá này nói là giới tức là một điều để mà ngăn ngừa những cái lỗi lầm, những cái tội lỗi. Hay là giới là làm cho tâm người ta bất hối. Tâm một cái vị hành giả bất hối. Khi mà mình có được tốt đẹp, từ cái việc thọ dụng, từ cái việc quán tưởng, từ cái việc thu thúc, rồi từ cái việc tìm hiểu lời dạy của Đức Phật qua luật tạng, chúng ta biết điều nào phạm, điều nào không phạm, điều nào lỗi nhẹ, điều nào lỗi nặng, chúng ta phải biết. Biết như vậy để chi? Để chúng ta điều phục.
điều phục cho chính mình. Cái điều nào nó nhờ như vậy mà chúng ta biết điều phục được cái đời sống của mình. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật Ngài nói là có lầm lỗi, tha lần lầm lỗi. Không lỗi lầm, tự nhận biết là không lỗi lầm. Giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lành thấy chẳng xa xăm đâu mà. Có nghĩa là cái người tu mình phải biết được cái điều nào lỗi và cái điều nào không lỗi. Và cái điều mà có lỗi mà mình tự cho là không có lỗi đó là nguy hiểm. Ngay cả cái điều không lỗi mà mình ngộ nhận, mình sai lầm, mình cho rằng có lỗi thì cũng không nên. Như vậy thì cái người tu là cái chánh kiến mình cần phải có, cái nhìn nhận đó. Mình thấy rõ là đời sống luân hồi là khổ, đời sống luân hồi là khổ. Kiếp nhân sinh á, cũng là một trong những cái chuỗi đường dài của sanh tử luân hồi này. Cho nên là khi chúng ta có cái thân người đó là có một cái hiện tượng của năm uẩn, thì hiện tượng của năm uẩn này chấm dứt thì lại tiếp diễn của một hiện tượng của năm uẩn mới nữa. Khi chúng ta chưa đoạn trừ được cái phiền não, tức là cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu đó. Cho nên cái giới là cái điều quan trọng. Cái điều thứ hai ở đây đó là cái nền tảng tu tập của một cái vị hành giả, tức là làm sao để cái nội tâm được an tịnh. Mình nói trong một cái điều đó là ở đây đó là khi mà tâm mình á, trong đời sống hàng ngày, quý vị thấy rằng á, là quý vị thì có cái phận sự của người cư sĩ. Chúng ta phải lo gia đình, lo sự nghiệp, lo cái này, lo cái kia. Mình biết Phật Pháp thì mình buông bỏ được cái gì thì đỡ nấy. Rồi quý sư á, thì ở trong chùa có những cái trách nhiệm, có những cái mà mình phải lo toan. Cho nên có những cái câu pháp cú trong kinh Phật dạy đó. Có những cái câu pháp cú mà Đức Phật Ngài nói rằng dù là mình có làm lợi gì cho rất là nhiều, nhưng mà mình cũng không quên cái phần tư lợi. Tư lợi ở đây đó là hiểu là mình làm gì làm. Chúng tôi đó là những cái vị tu sĩ, các sư cũng là những cái vị tu sĩ. Và cái phận sự của mình đó là trách nhiệm của mình cần phải lo cho tam bảo, lo cho cái việc chung của cái chung đó. Và cái chung đó là để duy trì cho Phật Pháp. Nhưng mà mình cũng không quên cái việc tư lợi cho chính mình. Nghĩa là sao? Mình cũng không quên cái việc tu cho chính mình. Mà tu tập ở đây có nghĩa là tu tập giới, tu tập định và tu tập tuệ. Bởi vì mình có lo toan cho bên ngoài rất là nhiều. Cái đó nó cũng chỉ là những cái mà làm hành trang hỗ trợ cho cái đời sống tu tập mình dễ dàng hướng đến giải thoát. Nhưng mà để được giải thoát đó thì cái mình phải thật sự là tự nỗ lực lấy, là mình phải giữ giới cho tốt, rồi mình phải giữ cái nội tâm mình cho tốt, tức là mình phải có định. Thì bây giờ đó, quý vị thấy rằng đó là nhiều khi mình lo những việc này việc kia, nhưng mà rồi đó có những cái lúc mình cần phải an tĩnh nội tâm, an tĩnh nội tâm. Và chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật á, khi mà có một vị tôn giả đến thưa với Đức Phật, thời Đức Phật, thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn là trong giáo pháp này có mấy cái phận sự. Thì Đức Phật này mới nói rằng trong giáo pháp này có hai cái phận sự, là một là Ganthatura, tức là cái phận sự pháp học, tức là một cái vị tu sĩ thì cần phải hiểu lời dạy của Phật. Hiểu lời dạy ở đây nó khác với là cái kiến thức ở bên ngoài. Cái kiến thức của người ta về triết học, kiến thức về toán học, văn học, hay là kiến thức về nghề nghiệp gì đó, thì đó là kiến thức. Nhưng mà hiểu Phật Pháp ở đây đó là để hiểu đúng về cái lời dạy của Phật, để củng cố cái tri kiến của mình. Trong đó có chánh tri kiến, chánh kiến của một cái người tu tập trong bát chánh đạo. Rồi nhờ như vậy thì mình điều phục cái tâm của mình, để rồi mình đừng có suy nghĩ mông lung, rơi vào trong cái dục tư duy, rơi vào cái hận tư duy, rơi vào cái hại tư duy. Như vậy là mình bị tà tư duy rồi. Mà cái người tu là phải cần có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là mình nghĩ đến cái vô dục,
Cái tâm mình đừng lái nghĩ đến cái tham cái này, dính mắt cái ni, cái chạm mắt cái nọ, chạm mắt cái nọ. Khi mà mình dính mắt cái gì thì dù lớn dù nhỏ thì nó cũng là trói buộc, là trói buộc. Cho nên á, phiền não thì nó tiềm ẩn, mà quý vị dưới mọi hình thức, ví dụ mọi hình thức, có những điều mà mình thấy nó hết sức là bình thường, nhưng nó trở thành cái để cho chúng ta bị dính mắt. Đối với người khác thì người khác không dính mắt, nhưng mà mình lại bị dính mắt những điều đó. Rồi có những điều đó là mình không bị dính mắt, nhưng người khác bị dính mắt. Cho nên là nó tiềm ẩn dưới dạng cục đường hay là một miếng muối, nó nhiều lắm. Cho nên khi mà với một cái người tu tập á, là mình phải nhìn rõ, biết rõ những điều đó, để rồi cái tâm của mình mới có thể được an tịnh. Thì quý vị biết rằng Đức Phật á, ngày dạy đó, là có hai cái phần sự. Một là Granthathura, tức là pháp học. Phần sự thứ hai đó là Vipassanathura, đó là phần sự pháp hành, hay là phần sự thiền quán đó, quán chiếu. Thì cái vị tỳ kheo đó mới nói với Đức Phật á, thưa với Phật á, bạch Đức Thế Tôn, nay con tuổi đã cao, con xin Đức Thế Tôn cho con cái phận sự pháp hành. Cho nên là vị đó mới xin Đức Phật cái đề mục, rồi vị đó lặng lặng đi vào trong cái chỗ thanh vắng, lo thiền tập, lo thiền định, quán chiếu. Một thời gian sau thì vị đó chứng quả vị A-la-hán. Thì mình nói điều này để cho chúng ta thấy rằng, để mà chứng quả vị A-la-hán thì bao nhiêu kiếp các ngài đã tu tập, đã bổ túc ba la mật rồi. Mình thấy đệ tử của Phật ấy, khi mà nghe thời pháp ấy, là chứng đắc, chứng đắc thơ sơ quả hoặc là tứ quả chẳng hạn. Cái điều đó nó không phải là đương tự nhiên, không phải đương không mà có, mà bao nhiêu kiếp các ngài đã đầy đủ rồi. Giống như là cái ngọn đèn mà các vị đó đã chuẩn bị, là dầu tim đồ đâu sẵn rồi, chỉ cần Đức Phật khai thị, tức là Đức Phật chỉ cần châm món cái mũi lửa, món lửa đó vô, mũi lửa đó vô, thì cái đèn đó tự động nó phát sáng cháy. Thì cũng như vậy, khi mà Đức Phật ngày thuyết một thời pháp thì các vị đó chứng quả vị, mà cái điều đó là vì các ngài trong nhiều kiếp đã chuẩn bị cho mình các cái pháp độ, các cái công phu tu tập, mà điều đó giáo pháp Đức Phật còn để lại cho tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta được gieo cái duyên lành ở trong Phật pháp này, chúng ta biết học giới, học định, học tuệ để chúng ta nương tựa, chúng ta tu tập. Nương tựa đó là chỗ tu tập. Mà cái đó là tự mình nỗ lực lấy, tự mình nỗ lực lấy. Thầy Tổ cũng chỉ là chỉ cho chúng ta biết, rồi chúng ta thực hành. Đức Phật cũng là một vị đạo sư dạy cho chúng ta biết về những điều đó. Chúng ta nương tựa là nương tựa Phật Pháp Tăng. Tìm cái chỗ, tìm Thế Tổ Pháp Thân Hoan Hỷ, xem là biết ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thỉnh Thế Tổ Hoan Hỷ trở lại. Quý Phật tử Hoan Hỷ chờ đợi trong giây lát, dường như là Thế Tổ Pháp Thân đã bị gián đoạn trước truyền. Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi Thượng tọa Pháp Tăng trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời của Thượng tọa Pháp Tăng. Thật ra khi chúng ta đọc kỹ vào trong kinh thì
có một điều mà chúng ta nên lưu ý là những pháp mà mình thường được nghe như là tứ diệu đế hay bát chánh đạo hay tâm học giới định tuệ đó, mình nghe rất quen và nghe rất nhiều. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Nhưng nhiều khi mình nghĩ rằng nó dư hiển đến mức mà mình không cần phải học thêm, không cần phải tìm hiểu thêm. Kỳ thật thì thưa quý vị, những điều này nó chỉ là quen thuộc về phương diện nhân từ thôi, nhưng mà đem áp dụng thì nó không đơn giản được đâu. Ở đây nó cũng cho chúng ta một cái hình ảnh. Dạ, dạ thiền tổ Pháp Tân vào, dạ kính thưa thiền tổ Pháp Tân tiếp tục, dạ kính thưa thiền tổ. Dạ, con cảm ơn thượng tọa đã điều tiết cho con chút bị rớt. Cái đường mạng cũng không ổn đó quý vị. Mặc dù nó có khi nó bị vậy đó, rất bất tử cũng không biết đường đâu rỡ. Chúng tôi trở lại. Dạ, các cái bậc tiền bối của chúng ta đó, thì các ngài mà chứng quả vị thánh hay là các ngài được an lạc qua cái thành tựu đó, thì các ngài cũng phải trải qua rất là nhiều cái công phu tu tập, cái phong phu tu tập. Cho nên khi mà mình nói đến cái đời sống tu hành á, thì ở bên đó, bên cạnh đó, đó thì chúng ta cũng biết đó là nhờ cái việc mà chúng ta hành đạo, chúng ta giữ giới, rồi chúng ta mới đem đến cái sự an tịnh từ nội tâm. An tịnh từ nội tâm. Thật sự đó, chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình có dành cái thời gian cho cái nội tâm mình được an tịnh, thì mình mới cảm thấy đó là sự an lạc. Đó là sự an lạc. Con mắt của mình á, mà mình nhìn cứ lao liên, mình nhìn nơi đây với nọ, lát nữa là mình cũng bị mỏi mắt, mỏi mắt. Chúng tôi nói như vậy để cho thắc mắc cái tâm của mình, nếu mà mình định tĩnh một chỗ thì mình cảm thấy nó là sự an vui. Còn nếu như cái tâm của mình mà cứ phóng ở nơi này, chụp ở nơi nọ, hướng ở nơi nọ, thì cái tâm mình khó bao giờ định tĩnh, và mình cũng trong một cái trạng thái ở nội tâm mà thật sự là chao đảo. À, thật sự là bất ổn. Thật sự là bất ổn. Sự thật ra là nó luôn luôn trong một cái trạng thái bất ổn, là khi tâm mình không có định. Không có định. Cho nên á, ở đây đó chúng ta hiểu Phật Pháp, rồi chúng ta dành cái thời tâm, thời gian cho mình, để mà lúc nào mình cũng suy quán về lời dạy của Đức Phật, rồi mình tập cho cái tâm của mình được an tịnh. An tịnh, an tịnh trên một cái đề mục nào đó, mà qua đó chúng ta được học hành, được hiểu, được lời dạy, học từ nơi trong kinh, từ nghe lời giảng, học từ nghe lời dạy của các vị thiền sư, từ ở cái kinh nghiệm đó mà chúng ta nương tựa, chúng ta nương tựa. Cho nên khi mà mình, cái tâm của một người phàm phu á, thì thường có một cái chỗ nơi mà đó là phiền não, đó là dục tham. Nhưng cái người tu thiền á, cái người tu tập ở trong Phật giáo, trong đó có thiền tập đó, thì mình đặt cái tâm của mình ở một cái đề mục, tức là cái trú xứ hay cái hành xứ mà để là chúng ta gắn tâm vào đó để được an lạc, an lạc. Cho nên á, là nhiều khi á, là trong cái sự điềm đạm, chúng tôi nghĩ rằng mình sống trong cái sự điềm đạm đó, thì nó thật sự là mình giải quyết được một cái công việc gì đó thì nó hết sức là thấu đáo, đạt tình, đạt lý ở trong đó.
Còn nếu như mà mình vội vã đó, mình vội vã, mình sống vội vã, mình nói vội vã, suy nghĩ vội vã đó, hoặc là mình hành động vội vã thì thường gây ra những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm. Khi mà mình có sự trầm tĩnh như vậy đó thì thật sự là mình có được cái sự an lạc. Rồi bây giờ khi mà nói đến các cái sự thành tựu tu tập của mình, khi mà mình tu tập thì cái tâm mình được an tịnh lần lượt như vậy thì mình mới có thể đắc định được, tức là đắc thiền. Đắc thiền, nếu mà mình không có, bởi vì chúng ta được nghe mô tả ở trong kinh á, là vị tỷ kheo ly ác, ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Từ cái tâm mà các vị ly dục, tức là trong một cái trạng thái mà chúng ta thấy rằng á, là tâm mình hướng đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, thì cái tâm mình dính mắc vô đó thì làm sao có được cái sự hỷ lạc được. Còn khi mà tâm mình được tránh xa những điều đó, ly dục, tức là tránh xa, không có bị dính mắc vô trong đó, thì vị đó mới có được cái sự hỷ lạc. Mà hỷ lạc này đó là hỷ lạc do định mang lại, do định mang lại. Cho nên á, chúng ta có những cái hạnh phúc. Trong kinh Đức Phật này có nói rằng là dục nó có vị ngọt của nó. Rõ ràng khi chúng ta nghĩ đến cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, nó là một cái gì đó để tạo nên cái sự hấp dẫn, sự ưa thích, sự bám víu vô trong đó. Nhưng mà Đức Phật có dạy cho chúng ta một điều, dục nó vẫn có cái sự nguy hiểm của nó, do cái sự thay đổi, do cái sự biến đổi của nó. Và nó có cái sự thay đổi biến đổi đó, nó có cái sự nguy hiểm của nó. Và Đức Phật này nói cái khía cạnh thứ ba nữa đó là có cái trạng thái là ly dục. Dục có cái sự xuất ly của nó. Thì khi mà mình xuất ly được dục, tức là không có đắm níu trong dục, thì tâm cái vị đó mới được an lạc. Từ cái việc mà mình thấy rằng sự cái trói buộc của phiền não, trói buộc của triền cái, trói buộc của phiền não, trói buộc của những cái sự ô nhiễm của ở nội tâm của chúng sanh á, cho nên chúng sanh có nhiều cái hệ lụy của luân hồi. Hệ lụy từ ở cái tham ái mà ra, hệ lụy từ ở cái vô minh mà ra, do chúng ta không nhận chân được cái sự thật. Cái người tu tập thiền quán cũng vậy, có nghĩa là nhận chân được cái bản chất thật của các pháp hữu vi, tức là liên quan đến ngũ uẩn của mình. Để từ đó mà khi mà mình để mà có được cái nhận chân đó đó, nhận chân sự thật đó đó, thì một người tu cần phải có chánh niệm, phải có cái sự định tâm, thì mình mới có thấy được cái sự sự biến hóa, sự thay đổi của ngũ uẩn. Chúng ta thường có cái ngã chấp, thường có cái tham ái trong cuộc đời, danh vọng, địa vị, hướng nội, hướng ngoại, hướng cái này, hướng cái kia, dính mắc cái này hoặc là dính mắc cái nọ, nó nhiều thứ lắm. Nó nhiều thứ lắm. Mà tâm mình buông bỏ được cái gì? Sự thật ra mình nói một cách buông bỏ thì đó là một cách để hướng đến cái đạo lộ giải thoát, đạo lộ giải thoát. Nhưng mà cuộc đời thì nó không như là mơ, nó phải bị ràng, nó khiến cho chúng ta phải bị ràng buộc. Nó dính mắc cái này, dính mắc cái nọ, ương cái kia, thì thế là tâm mình nó trong một cái trạng thái lụy phiền, trong một trạng thái bồn, và nó hết sức là khổ sầu ở trong cái đời sống. Đức Phật ngài nói là nhận chân được cái bản chất thật của nó liên quan đến năm uẩn của mình rất là cần. Bởi vì từ ở cái năm uẩn này mà chúng ta sanh ra cái ngã chấp, tôi, tự ngã của tôi hoặc là của tôi. Cho nên cái đó nó liên quan, chúng ta thấy trong giáo lý Duyên Khởi, từ cái ái mà dẫn đến cái sự chấp thủ, ái mà dẫn đến cái sự chấp thủ, liên quan đến dục thủ, liên quan đến ngã chấp thủ, vân vân. Thì liên quan đến cái sự chấp thủ đó
Cho nên là chúng ta cứ không buông bỏ. Trong cái hình ảnh đó là chấp thủ là không buông bỏ, mặc dù đã đầy đủ, đầy nhiều, không buông bỏ là như vậy. Hình ảnh mà gọi là chấp thủ là vậy. Tha mái là sự tìm cầu, nhưng mà khi đã có rồi đó lại là không buông bỏ những điều đó. Không buông bỏ những điều đó. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy một người mà hái cái vỏ trái cây của mình, mặc dù là chất đầy cái vỏ trái cây tràn đầy ra, nhưng mà mình vẫn hái để bỏ vào trong đó. Đó là sự chấp thủ. Đó là sự chấp thủ. Cho nên ở đây đó là cái đời sống tu tập. Trong cái bài kinh Dụ Lỗi Cây đó, Đức Phật cũng có nói đó, là cái tiến trình tu tập của một cái vị hành giả là chúng ta phải qua những cái chặng đường. Giống như là cái đoạn, cái con đường mà giới định tuệ Đức Phật đã giải như vậy, thì cái việc mà thành tựu về danh vọng địa vị, một cái người tu á, các vị tôn túc trưởng lão thì các ngài có những cái uy tín của các ngài, được những người đệ tử, được những cái người Phật tử, những người đệ tử quý kính, là vì các ngài có đạo nghiệp tu tập, có cái đức hạnh của một cái vị công phu tu tập ở trong đó. Nhưng mà cái đó đó nó cũng không phải là giống như mình, một cái đoạn đường tu của mình, cái đó nó cũng không phải là cái cứu cánh, đó cũng không phải là cứu cánh. Được người khác quý mến, được người khác kính trọng, được người khác kính lễ, thì cái đó nó cũng chỉ là một cái sơ sài bên ngoài thôi. Rồi là mình phải làm sao cho thành tựu về giới. Thành tựu về giới tức là giới mình được thanh tịnh, cái người tu là vậy. Rồi tâm mình phải được thanh tịnh, rồi tri kiến mình cũng phải được thanh tịnh đúng đắn. Từ giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, hành lộ tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, đạo phi đạo tri kiến tịnh, vân vân. Thì ở trong cái bài kinh Thất Tịnh, ngày Xá Lợi Phất ngày nói, thì cái tiến trình của đó là phải trải qua bao nhiêu cái từng bước. Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình qua những cái trạm đó, trạm thứ nhất cũng chưa phải là cứu cánh, chưa phải là đích điểm của một cái vị hành giả tu tập. Cái việc mà được người khác thì nó cũng là một cái giai đoạn sơ khởi. Rồi mình thành tựu về giới nó cũng chỉ là công đoạn, một giai đoạn, một trạm nào đó thôi. Rồi mình phải đi đến giới thanh tịnh, rồi mình đi tri kiến thanh tịnh, rồi tri kiến thanh tịnh hoàn toàn mình mới vượt ra khỏi những cái ngã chấp đó. Thì cái đời sống tu tập á, giống như một người mà đi tìm cái lỗi cây, thì không phải là mình nhận rõ đó, không phải cái lỗi cây đó là không phải là mình thấy cái cây là mình, cái vỏ cây bên ngoài là mình cho là lỗi cây cũng không được, đừng cho đó là cứu cánh. Mà ở đây trong cái nội dung của bài kinh này chúng ta thấy rằng, dạy rằng là trên là không có bám chấp. Sự thật ra là mình tu tập, mình vẫn có như ý túc, mình có cần như ý túc, mình có tâm như ý túc, mình có thẩm như ý túc. Điều đó cần phải có. Nhưng mà cái điều là chúng ta đừng có dội, nóng dội để mong vọng. Là có nhiều người, chúng tôi thấy là có nhiều người tu thiền một thời gian sau cứ nghĩ là mình thành tựu cái này, thành tựu cái kia, cái đó nó nguy hiểm lắm. Cái đó nó nguy hiểm. Mình tự nhận mình, hoặc là mình ngộ nhận mình là thành tựu cái này, hoặc là thành tựu cái kia, chứng sơ thì nhị thì, hoặc là chứng quả nữa, cái đó nó càng nguy hiểm hơn. Nguy hiểm hơn. Bậc thánh người ta không có ngộ nhận như vậy. Mà bậc thánh á, là người ta cũng không có khoe khoang như vậy. Không có khoe khoang. Nhưng mà người ta vị đó biết rằng mình thành tựu tới đâu. Còn là mình tu tập này là có cần ý túc, có thẩm như ý túc, và có dục như ý túc, có ý muốn thiện, muốn tu tập để được giải thoát, là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, rồi chúng ta phải đắc định, rồi chúng ta phải có cái sự thành tựu về tuệ để chúng ta nhận chân được bản chất thật liên quan đến ngũ uẩn, tức là pháp hữu vi này, hữu vi này. Như vậy thì ở đây đó là trên đó là chúng ta không bám chấp để mình tham cầu, mong vọng, dội dã để mà mình nói rằng mình thành tựu này, thành tựu kia. Nhưng mà thì mình cũng không phải vì vậy mà mình
mình dính chấp vô đó cũng không được. Dính chấp vô đó, cuộc tu này đó thì giống như nãy chúng tôi nói cái hình ảnh mà nói rằng một bậc thánh, các vị thánh đó, phải qua bốn cái hòn đảo. Bốn hòn đảo tượng trưng cho bốn thánh quả, nhưng mà phải đi trên con bè, đi trên cái chiếc bè đó. Chiếc bè đó được kết bằng tám cái thanh gỗ và bằng ba cái sợi dây. Tám thanh gỗ đó là giới, xin lỗi, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Ba cái sợi dây đó là sợi dây giới, sợi dây định, sợi dây tuệ để kết thành chiếc bè đó. Mà vị hành giả cần phải nỗ lực để mà mình, rồi đó là khi mà bỏ cái hòn đảo thứ nhất đó thì mới đến hòn đảo thứ hai. Hòn đảo thứ hai, bỏ hòn đảo thứ hai đến, đi đến cái hòn đảo thứ ba. Và hòn đảo thứ ba bỏ rồi đó thì mới đi đến cái hòn đảo thứ tư. Và trong kinh có cái đoạn gọi là chánh pháp còn bỏ hào huống là phi pháp. Hào huống là phi pháp có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ từ bỏ cái ngã chấp của chúng ta, từ bỏ cái sự chấp thủ của chúng ta. Đừng cho rằng cái đó là của cánh. Giống như cái người mà đi qua bên kia bờ sông rồi thì không có nghĩa là dắt cái chiếc bè đó đi ngơi ngời ở bển rồi cái này cái kia. Có nghĩa là chúng ta còn chấp thủ, còn chấp thủ. Như vậy thì sự thông dong tự tại của một bậc thánh là lìa bỏ. Mà lìa bỏ đó trong cái hình nghĩa, trong cái ý nghĩa chúng tôi nghĩ là ngũ uẩn phải lìa bỏ, phiền phải lìa bỏ, phiền não phải lìa bỏ. Phiền não lìa bỏ thì ngũ uẩn sẽ lìa bỏ. Thì đó là sự thông dong giải thoát hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn. Thì cái sự thật ra đó, trong Phật giáo nói rằng dù là ở trong cái chân dấu, cả dấu chân muôn thú, không có cái dấu chân nào mà nói rằng là cái dấu chân mà lớn nhất, bao trùm nhất, tức là dấu chân dâu. Thì Đức Phật Ngài nói trong tất cả các cái thiện pháp đó, thì không có một cái thiện pháp nào lìa khỏi tứ đế. Nhìn lại quan cho nó lại cho bản chất để rồi biết được, thấy rõ cái nguyên nhân mà đưa đến cái khổ sầu trong cuộc đời luân hồi này, đó là tham ái, phiền não, chấp thủ trong đó. Rồi Đức Phật cho chúng ta một cái phương hướng, phương pháp để hành trì vượt ra khỏi cái khổ đau đó, hay là vượt ra khỏi cái dòng nước sanh tử luân hồi, luân hồi này, tức là dục bộc lưu, phủ bộc lưu, ký bộc lưu, tức là con đường đạo đế, giới, định và tuệ. Giới định tuệ nói trên phương diện hiệp thế, tức là nói đến phương diện mà giai đoạn mà chúng ta đang tu tập đây. Chúng ta phải cần có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cần phải có cái đó, cần phải trau dồi và phải luôn luôn tích cực, luôn luôn tích cực. Trong cái cuộc tu này đó thì tính, tấn, niệm, định và tuệ cần phải nỗ lực cân bằng, cần phải luôn luôn có, lúc nào cũng phải có, lúc nào cũng phải có. Rồi đó là cuộc tu này đó là để chúng ta thực hành để vượt ra khỏi sự ràng buộc của luân hồi, ràng buộc của phiền não, ràng buộc của luân hồi. Đó là một cái hành trình mà qua đó Đức Phật Ngài gọi đó là con đường cổ xưa, con đường mà chư Phật đã và đang và sẽ đi trên con đường đó. Các ngài đã giác ngộ cũng dựa trên con nương tựa vào cái con đường đó, nương tựa vào con đường đó. Và con đường đó là tự mỗi chúng ta tự nỗ lực. Đức Phật dạy cho chúng ta cái tinh thần tự lực rất là quan trọng, tự lực rất quan trọng. Nói như vậy thì không phải là mình không nương tựa bất cứ một cái thứ gì, nhưng mà ở đây đó là cái điểm nương tựa chúng ta là Phật, pháp và tăng, liên quan đến cái đời sống của mình. Mình nhìn Phật là cái hình ảnh của một bậc giác ngộ, nhìn pháp là cái điều mà Đức Phật truyền dạy lại, cái kinh nghiệm, những cái gì mà cái điều mà Đức Phật đã trải nghiệm và kinh nghiệm Ngài đã truyền đạt lại, chúng ta hành đúng theo đó.
Rồi nhìn hình ảnh tăng, chúng ta nương tựa là hình ảnh của bậc thánh, bậc thanh tịnh, để chúng ta thấy cái hình ảnh đó, để chúng ta bắt chước và chúng ta sanh cái tâm quan hỷ, hỷ lạc ở trong cái hình ảnh của tăng. Cái điều đó được minh chứng qua cái hình ảnh của Đức, của Phật Pháp Tăng á, trong đó có chư tăng á, là cái kết quả của lời dạy của Đức Phật. Đó là giáo pháp của Đức Phật. Đó là giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta nhìn với một người hiểu Phật Pháp đó, thì chúng ta hình nhìn Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó, chúng ta nhìn không phải như là những thần linh, mà chúng ta nhìn đó là một hình ảnh qua cái gì mà một bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Rồi nhìn hình ảnh giáo pháp của Đức Phật như là một lời minh triết, kinh nghiệm của Đức Phật đã dạy lại chúng ta. Điều đó nó không phải là từ mặt khải, từ ở đâu bên ngoài, từ ở bên ngoài, từ một thần linh bên ngoài nào đó, mà điều đó là chính Đức Phật đã đi qua. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta phải tự lực, nỗ lực lấy, nỗ lực lấy, tự nương tựa lấy là cái chỗ đó. Chứ chúng ta không phải nương tựa ở ngoài, cái gì ngoài chúng ta. Rồi chúng ta hình nhìn hình ảnh của chư tăng như là một bậc thanh tịnh, để chúng ta minh chứng được đó là giáo pháp của Đức Phật để lại. Mà các vị thánh tăng này đã hành trì mà giác ngộ như vậy, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng nỗ lực như vậy. Thì cái bài học hôm nay đó là nói đến cái tiến trình tu tập ở trong Phật Pháp này. Mà qua đó vị thiên hỏi rằng là đối với ai mà vượt khỏi cái bục lưu này, tức là dòng nước này, thì Đức Phật Ngài nói rằng mình tu tập dựa trên giới, định và tuệ. Tức là mình tự nỗ lực lấy, nương tựa lấy, để rồi mình hướng đến giác ngộ, giải thoát. Thì chúng tôi xin được dứt lời ở trong cái bài học hôm nay, để phần còn lại thì chư Tăng sẽ thảo luận bằng sâu rộng tin. Cái đề tài hôm nay rất là rộng, rất là đặc biệt, có giá trị cho cái đời sống tu tập của chúng ta rất nhiều. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý Phật tử, quý tu nữ luôn được sự an vui. Tiến quá. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ kính trình Thượng tọa Pháp Thân. Bạch Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu nghe được, kính thỉnh Thượng tọa hoan hỷ. Dạ. Bạch Thượng tọa Từ Siêu, ở đây có hai cái chữ rất là đặc biệt. Đó là chữ dục tưởng. Dục tưởng, chữ Kama, Sanya. Và chúng ta cũng có nghe cái chữ gọi là cái sắc triền phượng hay sắc triền cái, Rupa Sanyo Chana. Theo ý Thượng tọa Từ Siêu thì hai chữ này ở trong cái mạch văn này chúng ta nên hiểu như thế nào? Thế nào là dục tưởng hay là dục niệm, và thế nào là cái sắc triền phượng? Xin kính thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư Tôn Đức, hai cái danh từ mình được dùng ở trong bài kệ hôm nay cái chữ Kamasanya được chú giải thích
Imaya, iti imaya, gathaya, trong bài kệ này, kama, sanya, gahanena, panchoram phagura, phagya sangyojanani. Cái tính dục tưởng ở đây tức là chỉ cho dục ái ở trong năm cái hạ phần thí sử. Năm hạ phần thí sử như chúng ta biết là tức là năm cái phần năm thí sử thấp, tức là thân kiến, hoài nghi với tâm thủ, dục ái và sân. Thì cái tính dục, dục tưởng ở đây tức là dục ái nằm ở trong hạ phần thí sử. Còn cái gọi là rupa sanyojana, tức là sắc trì, sắc trì phược, vượt khỏi sắc trì phược. Chữ sắc trì phược ở đây được chú giải giải thích là nó nằm ở trong uthang phagya sanyojana ni, tức là nó nằm ở trong thượng phần thí sử, tức là ái sắc, tức là sắc ái, vô sắc ái, mạng phóng vật và vô minh. Thì như vậy cả hai cái danh từ này, vì theo cái thể loại, thể kệ đó, thay vì nói kama, araga, rupa, araga, thì nguyện chuyển Đức Phật nói là kama sanya rupa sanyojana. Thật ra thì ở đây đó, dục tưởng tức là dục ái, dục tưởng tức là dục ái. Tức là cái sự tơ vương, sắc, thinh, hương, vị, xúc, cái sự tư tưởng, suy nghĩ về sắc, thinh, hương, vị, xúc cũng có nghĩa là sắc ái, raga, kama raga. Nó thuộc về kama raga sanyojana, là ái dục triền. Chúng ta gọi ái dục triền. Cái sự dây trói buộc mà liên quan đến dục ái, sự tham đắm ở trong các dục lạc làm cho trói buộc. Còn cái chữ ru san vô chánh ác thì nói cho đủ là phải ru bát ra gác san vô chánh ác, tức là sắc ái triền. Tức là cái sự tham ái ở trong thiền hữu sắc, cái sự dính mắc ở trong cái cổ sắc, trong cõi phạm thi sắc giới. Cái sự tham ái đó, đó là cái sự dị trói buộc, cho nên vừa sẵn vô trên nó là triền. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu là dục tưởng hay là dục ái triền thì nó thuộc về hạ phần ký sử.
ô răng pha vi giác sang vô cho nát. Còn sắc triền, sắc triền phược ở đây này, thêm cái chữ phược vô nó làm cho chúng ta hơi bị lộn xộn. Đúng là chữ phược là chữ ganh thác, chữ ganh thác, chữ ganh thác. Ở trong thắng pháp xài cái chữ này rõ ràng lắm thưa quý vị, chữ ganh thác này mới là chữ phược. Còn cái chữ xăng vô cho nát đó, chữ xăng vô cho nát chỉ sang vô cho nó ở đây dịch là triền. Hay là kiết sử, nó khác nhau. Triền thì có 10 triền, 10 sang vô cho nó. Nhưng mà phược thì chỉ có 4, chỉ có 4 phược là tham ái thân phược, sân độc thân phược, giới cấm thân phược và thử thực chấp thân phược, nhiêu đó thôi. Còn cái pháp triền á thì thân kiến huệ nghi giới cấm thủ, dục ái và sân, sắc ái vô sắc ái, mạng phóng dật vô minh, nó gọi là triền. Thì cái chữ rupa sang vô chánh ná nói cho đủ là rupa raga sang vô chánh ná, tức là sắc ái triền ở trong cái gọi là uttham pha vi giác sang vô chánh ná, tức là trong cái thượng phần thiết xử tới a la hán mới diệt được cái ái sắc, ái vô sắc. Còn đắc anaham thì diệt được dục ái, dục ái triền hay dục tưởng thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là ở trên đó, trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết á, trong cái bài kệ này nó có liên quan đến cái sự chứng đắc 4 tầng đạo quả. Đối với bậc tu đà quần tư đà hàm á, với cái bậc ly dục tưởng tức là bậc anaham thì các vị đó ba bậc không học đó mới có vượt có bậc lưu thôi, chứ cái mà gọi là không có chìm xuống vực sâu á thì chỉ cho bậc A-la-hán, bậc đã vượt khỏi sắc triền. Cái chữ sắc triền ở đây đó là tiêu biểu cho năm cái thượng phật khế sử, ở trong chú giải nói là chỉ cho năm thượng phật khế sử. Còn dục tưởng ở đây đó, vượt qua dục tưởng là chỉ cho năm cái hạ phần khế sử là bậc anaham. Ở đây trình bày đến bậc A-na-hàm, bậc A-la-hán, chủ yếu là hai bậc này. Thì đó là những cái ý nghĩa ở trong hai từ dục tưởng kamasanya và sắc triền chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị.
luôn luôn những cái từ Phật học chúng ta phải tùy theo cái ngữ cảnh, cái chỗ dùng xài. Xài ở trong văn xuôi thì chi pháp đó là như vậy, nhưng mà khi xài qua cái văn kệ gatha đó thì có đôi khi phải giảng lược nó lại hoặc là dùng một từ thay thế. Do đó khi mà chúng ta nghiên cứu học Phật đó, chúng ta gặp cái từ đó chúng ta chớ vội định nghĩa hay suy tưởng, mà chúng ta cần phải một là dùng trí tư suy xét chi pháp, hai là chúng ta y cứ vào chú giải để chúng ta nhận biết được ở đây muốn nói đến cái gì. Lúc đó chúng ta mới có thể khẳng định được cái ý nghĩa tương đối là nó chính xác. Thì ở đây chúng tôi làm công việc này giúp cho quý vị xem chú giải để mà giải thích cho quý vị nghe. Thì chúng ta cứ mệt. Xin tỉnh thường tôi giúp đỡ trở lại. Sa thú, kính trình thưa tòa thư sư. Mà thưa tòa thư sư xin thưa tòa hoan hỷ giảng thêm cái thuật ngữ Nandigai mà Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là hỷ tham. Thật ra có duyên từ mà nó có vẻ nó hơi gần gần với nhau. Ví dụ chúng ta nghe nói là la pháp là tham, rồi tanh hay là ái. Nhưng mà trong trường hợp này thì dùng cái chữ Nandi rồi Gaga thì đâu nghĩ nhìn vào cái chữ quen thuộc này và trong cái ngữ cảnh này thì chúng ta nên hiểu như thế nào, xin kính thưa Thầy Tổ Quang Hỷ giúp trở lại để cho một vài định nghĩa. Nam mô Bụt Thầy. Nó có một điều rất đặc biệt khi mà nói đến danh từ Nandiraga. Nhưng mà trước khi chúng ta nói cái điều đặc biệt, chúng ta hãy định nghĩa cái chữ đó. Cái danh từ Nandiraga gồm có hai tố từ, tức là Nandi và Diraga. Nandi tức là cái sự phấn khích, cái sự vui thích. Raga tức là cái sự đắm nhiễm, cái sự tham luyến, cái sự ái luyến. Thực ra thì chúng ta hiểu trình tự là như thế này. Chữ lô phá tham là một danh từ để gọi cho cái nguồn gốc của cái pháp đặc tính mà dính mắc cảnh, nó bám theo cảnh gọi lô pháp, hay dính mắc cảnh gọi lô pháp. Cho nên khi mà nói đến lô pha mù lá là căng thang, chứ không có ai mà nói đến ba căn bất thiện, căng tham, căn sân, si. Mà chữ căng tham đó xài dưa ra gác hay là xài chữ thanh ha, không có xài
mà xài chữ luật pháp. Đó là cái giống như chúng ta xài động từ thì cũng có ngữ căn gì đó. Thì ở đây đó, chữ lô phá là ngữ căn của tất cả những cái danh từ mà có tính cách thàm. Rồi sau đó đó, chúng ta mới có những cái danh từ để tô đậm tô lợt, tô đậm tô lợt cho cái trạng thái tham này. Chữ tanh ha đó, vậy là ái, nó cũng xuất phát từ cái chi pháp là lô pha bù lá, là căn tham. Nhưng mà cái chữ tanh ha đó thì nó đậm đà hơn, đậm đà hơn, có nghĩa là nó thành phẩm như là kama tanh ha, rupa tanh ha, arupa tanh ha, hay là tanh ha kama tanh ha, pháp quả tanh ha, quý pháp quả tanh ha, là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Cái đó là nói về cái thành phẩm của tham, của lô phá. Khi mà nó cho ra ba cái hướng là tham dục, tham hữu và tham phi hữu, ái dục, ái hữu, ái phi hữu, thì lúc bây giờ chữ ái đó, đó phải xài chữ tanh ha. Còn cái chữ roga, raga, raga ở đây đó là nói về cái hiệu ứng của tâm tham. Nó biến hành động rồi, nó biến ra hành động, nó không còn là một cái trạng thái dính mắc hay là bám víu đối tượng nữa, mà nó là đi đến cái chỗ hành động. Cho nên ở trong chú giải mới giải thích rằng Nandirago Nama gọi là hỷ tham, hay gọi là Nandiraga. Ở đây Tayo Kamma Phisankhara ở đây tức là chỉ cho ba nghiệp hành, chỉ cho ba nghiệp hành. Vì nhớ cái câu chú giải này, sao lúc rồi chúng tôi lại lười biếng đánh chữ, bây giờ biết để coi bị chúng tôi đổi qua cái từ cái Pali mới được. Nandi Raghu Nama Tayo cái câu này có nghĩa vậy thưa quý vị. Ở đây trong chú giải giải thích Nandirago Nama gọi là hỷ tham, ở đây tức là Tayo ba cái nghiệp hành Kamma Phisankhara, ba cái nghiệp hành đó là
Apunya Phisankhara, tức là phi phúc hành. Punya Phisankhara là phúc hành, và Anencha Phisankhara là bất động hành. Thì ở đây đó, chính do hành, ba hành này mới, nó mới tạo ra cái quả thức tục sinh, gọi là hành duyên thức. Thì do đó chữ Nanyaraga ở đây nó chính xác, tức là định nghĩa nó là tập đế, nó là nhân tạo ra cái quả, quả luân hồi. Cho nên trong ba chữ ở lô pháp tham là cái gốc của phiền não, hay là căn của phiền não, căn bất thiện, lô pháp mù lắm. Rồi từ cái căn bất, cái căn tham đó đó, nó biến thể ra tanh ha, tức là chỉ cho dục ái, hữu ái, phi hữu ái, kama tanh ha, phong tanh ha, quý phong tanh ha. Rồi khi có dục ái, hữu ái, phi hữu ái rồi đó, thì mới bắt đầu tạo ra cái nghiệp hành, tức là nó do tư tâm sở. Tư tâm sở trong tâm bất thiện, tư tâm sở hợp với tâm bất thiện thì gọi là Apunya Phisankhara, tức là phi phúc hành. Mà tư tâm sở và hiện trong tâm thị sắc giới, thị vô sắc giới á, gọi là Punya Phisankhara, là phúc hành. Và tư tâm sở mà hiệp ở trong cái tâm thiện vô sắc thì gọi là bất động hành, Anencha Phisankhara. Thì ba cái nghiệp hành này á, trong chương giải nói là chính do chính ba nghiệp hành này được tên gọi là Nadiraga, Nadiragu. Nadiraga là chia cách, rồi còn Nadiragu là chia cách, còn Nadiraga là nguyên chữ chưa chia. Thì ở đây đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến ba cái từ này, Nadiraga, lô pháp và tanh ha, thì ở đây chúng ta phải sắp xếp như thế này. Trước hết, từ cái nguồn gốc lô pháp nó biến thể thành tanh ha, tanh ha mới dẫn đến thể hiện là Nadiraga. Tanh ha nó thể hiện Nadiraga, Nadiraga là nó tạo ra cái nghiệp hành để mà dẫn đi, để mà tạo ra cái quả thức tái sanh. Nếu chúng ta xài tinh sát ngữ nghĩa thì chúng ta phải phân định như vậy. Còn nếu mà chúng ta xài thông thường, cứ dịch chữ thông thường bỏ qua, đọc bỏ qua, đổ qua thì chúng ta không hiểu. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà thường tôi đã đọc quyền liên trong bộ tài giả. Sa thủ kích trình chúng tôi tôi xin mà chị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chỉ giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được chấp lời của Thượng Hồ Đăng và Thượng Tọa Pháp Tân và Thượng Tọa Tiểu Siêu để chia sẻ thêm một vài cái suy tư về bài kệ này. Có lẽ là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể liên tưởng đến khi đọc bài kệ này,
đó là trong khi sự trạng mà chúng ta vẫn thường nghe như là năm 2006 có một cái trận tsunami, tức là sóng thần do trận động đất ở Sumatra đã tạo ra những cơn bão rất là dữ đánh vào Thái Lan, Miến Điện, Thái Lan và một phần nữa Phi Châu và dĩ nhiên Indonesia. Đó là trận tsunami, một trong những tsunami khủng khiếp, giết chết hơn 300.000 người. Thì thưa quý vị, tsunami đó là một cơn sóng lớn cho cái địa chấn phía dưới đáy biển. Và khi mà những cơn sóng này ập vào trong bờ đó, và sau đó nó rút nước ra, và với một cái lưu lượng nước rất lớn ập vào trong bờ và nó kéo ra đó, thì nó đã san bằng rất là nhiều làng mạc, phố xá. Như chúng tôi đến Phuket đó, thì có thể nhìn thấy cái cảnh hoang tàn của Phan Nga, của Phuket khi mà cảnh tượng sóng thần ập vào. Và được nghe những người ở tại đó kể lại những giây phút khủng khiếp đó, thì bỗng nhiên thưa quý vị, chúng tôi nhớ đến cái chữ ô khá mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh điển mà chúng ta thường gọi là mộc lưu. Mộc lưu là cái lũ lụt, lụt là nước dâng lên, lũ là cái dòng chảy xiết. Dạ, lũ lụt. Khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp sống ở trong lũ lụt thì nó rất là khác với trường hợp mà chúng ta bơi lội ở trong nước, như là bơi trong hồ tắm hay là bơi trong dòng sông, dòng suối. Bởi vì khi mà chúng ta bơi trong dòng sông, dòng suối thôi, thì đa phần cái dòng nước hiền hòa đó, nó không có nhiều những cái gỗ, những cây hay là những vật thể mà nó có thể đụng va vào trong người chúng ta làm chúng ta chết. Và thứ nữa là cái sức cuốn của dòng sông, dòng suối đó là cái hướng giải có thể tiên liệu được, nhưng mà trong lũ lụt thì chúng ta không có tiên liệu được. Dạ. Mà thông thường á, là có một vài trường hợp chúng ta đi tắm biển mà có những cơn sóng ập vào trong bờ và nó rút ra, thì người ta có một cách, người ta bơi ngang thì nó đỡ hơn là bơi ngược và cuối cùng bị cuốn phăng ra biển. Và sau đó khi mà nó đưa chúng ta vào trong bờ chỉ còn là cái xác thôi, tại vì chúng ta không có chịu nổi. Dạ. Khi mà chúng ta bị nhấn chìm ở ngoài biển, ai có tắm thì phải biết điều đó. Và thưa quý vị, và những ai mà đã từng đi tắm biển thì biết là có hai điều khác mà nó rất dễ làm cho người ta chết chìm hay là bị đánh giạt đi. Thứ nhất là khi mà chúng ta lội ở trong cái dòng nước cuốn mà chúng ta ôm cái phao thì chúng ta không có lội được. Và vì nào đi khi tắm biển thì quý vị biết, tại cái phao nó luôn luôn nó bị cuốn theo cơn sóng. Và một người mà trong lúc bị cơn sóng mà cuốn đi, mà nếu ôm phao thì nó nổi, nhưng mà phải chờ người ta cứu thôi, chứ thực không có cách gì mà ôm phao mà lội được hết. Và thứ hai nữa đó là khi một người mà bị hụt chân, bị nước cuốn, mà người đó cố gắng tìm một cái chỗ nào đó, gọi là tìm cái chỗ y tựa,
tìm một chỗ có đất đứng, thì thật ra điều đó cũng là một điều bất khả. Là bởi vì thứ gì, cái sức nước cuốn, một là nó mạnh, nó cuốn chúng ta đi, và thứ hai là ở giữa cái vực sâu mà chúng ta nghĩ chúng ta tìm cái chỗ để mà đặt chân xuống thì nó không có thể tìm được. Thành ra ở đây trong bài kinh này thì thiên đó dùng hai cái chữ, mà hai chữ này có được ghi ở trong sớ giải một cách rất là thú vị. Hai chữ đó nếu mà quý Phật tử đọc lại ở trong bài học đó thì quý vị sẽ thấy là chữ Apatite và Anahalampe. Apatite mà trong sớ giải đó nói là không có bám ở bên trên đó, gọi là Anahalampe, mà không có y tựa ở dưới đó, gọi là Apatite. Không có y tựa đó ở trong chữ Hán gọi là vô sở trụ. Và cái mà không bám ở trên, người ta nói là Anahalampe, là vô sở đắc. Ở đây chúng tôi muốn dùng cái hình ảnh của một người bám vào cái phao á, giống như Anahalampe. Và một người mà không có y tựa là chữ Abhatite. Abhatite là vô sở trụ. Hai điều này đó, nó rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Chứ cái kinh nghiệm thực tế tiện đó, để chúng ta hiểu tại sao khi mà mình gặp nước lũ, mình không nên tìm cái chỗ đứng, mà mình cũng không nên ôm cái phao. Tại vì cả hai nó đều gây bất lợi cho người lội hết. Và ở trong này lại có cái chữ Kamasanya, tức là dục tưởng hay là dục niệm. Đây là một trong những điều rất là quan trọng khi mà chúng ta làm một cuộc hành trình hay là chúng ta tu tập. Trong sự tu tập thì thứ vị có nhiều thứ mà dễ làm cho chúng ta nặng lòng hay là bám víu hay là bám chấp. Nó phải là thế này và nó không phải là thế kia. Ví dụ như một người đi xuất gia, đi xuất gia là để giải thoát. Nhưng mà có những người quá thích thú, quá thích thú với chuyện mặc y. Hãy mình có được mặc cái y lên là mình hạnh phúc rồi. Cái đó là Kamasanya. Mình thích một cái gì đó, mình bám vào cái đó. Hay hoặc giả là có những người đi tu, lại hỏi do họ thích tụng kinh. Làm gì không biết, mà sáng tụng, trưa tụng, chiều tụng là thích thú. Và kể cả như chúng ta mà nói gì Phật Pháp, mà chúng ta học Phật, Phật Pháp kiểu ghiền, tức là ngày nào cũng vào nghe Pháp, mình nghe sao cho mình nó thích, là giống như mình nghe một cái show nào đó, thì cái đó nó cũng là một thứ dục niệm, một cái thứ Kamasanya. Mình tìm cái gì đó mà mình ưa thích, mình thỏa mãn. Và điều này nó tạo nên cái gọi là Nandiraga, là hỷ tham. Mà cái này rất thường xảy ra trong đời sống. Chúng tôi nhớ là Ngài Ajahn Chah đó, Ngài thường nhắc rằng ngay cả một vị tỳ kheo hành đầu đà đó thì vẫn có những cái tham chấp với cuộc sống, với y, với bác, tham chấp với cuộc sống ở am thất, nơi thanh vắng, tham chấp với cuộc sống rày đây mai đó. Mà đôi khi một cái kiểu sống, một cách sống nào đó, nó làm cho chúng ta thấy rằng đây là cái mà mình thích, đây là cái mà mình muốn. Và cái thích, cái muốn đó, nó trở thành một cái sở chấp. Và cái sở chấp đó đó, nó là cũng giống như là cái sở chấp của người đời. Thích đi một chiếc xe kiểu này, thích nhà kiểu kia,
Thì vị tu sĩ, một người tu tập cũng thích như vậy. Rất nhiều người trong chúng ta rơi vào trong cái tình trạng đó là tu thiền thì chưa biết đến đâu, nhưng mà rất thích có một cái âm thất rất là thiền vị, có một cái phòng thiền mình thiết kế theo kiểu Nhật Bản, có một pho tượng Phật rất đẹp, có một cái gì đó mà làm cho chúng ta cảm thấy rằng đó là cái thế giới mà mình cảm thấy ưa thích, cảm thấy thuộc về. Và chúng ta vẫn thường bị kẹt vào chỗ đó. Kẹt vào một thứ là một á, là chúng ta ôm chầm lấy một cái gì đó, nghĩ rằng đây là cái mà mình đặng mình được. Hay là mình y tựa vào cái gì đó, nghĩ rằng đây là nơi mà mình có thể dung thân. Nhưng mà thật ra thì cả hai cái ý nghĩa là đây là cái mà mình có thể dung thân và đây là cái mà mình thành đạt đó, cả hai cái nó đều nguy hiểm. Và cả hai cái đều nguy hiểm. Và do vậy Đức Phật Ngài dạy chúng ta cái con đường tu tập giới định tuệ. Mà trong giới định tuệ đó đó, một người tu giới đúng nghĩa đó là sử dụng giới để làm một bước tiến cho định, chứ không phải giới là một điều để câu chấp, để thủ đắc. Định cũng vậy và tuệ cũng vậy. Các vị thiền sư thường nhắc chúng ta rằng cái cạm bẫy lớn nhất của một người hành giả tu tập là trong một cái giây phút nào đó mình có được một cái trạng thái, và trạng thái đó làm cho chúng ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy dễ chịu, mà chúng ta muốn trở lại đi tìm cái cảm giác đó. Cái mà đi tìm một cái cảm giác, tìm một cái trạng thái mà nó đã từng xảy ra, mà nó đã từng làm cho chúng ta cảm thấy rất là hoan hỷ, cái đó là Kamasanya. Kamasanya tức là dục tưởng hay là dục niệm. Mà thưa quý vị, chúng ta còn có một thứ ưa thích khác, đó là cái sự cột cối vào sắc tướng, vào cái hình thái mà chúng ta thường gọi là conceptualization. Conceptualization tức là chúng ta ưa chuộng một cái hình thái nào đó, và cái hình thái nào đó nó trở nên rất là đặc biệt, hấp dẫn. Giống như thưa quý vị, có một số người chúng ta thích cái kiểu hoa văn họa tiết trang trí theo kiểu Nhật Bản, có nhiều người thích theo kiểu Thái Lan, có nhiều người thích theo kiểu Ấn Độ, có nhiều người thích theo kiểu Việt Nam. Chúng tôi biết rằng có một số các cái nhóm tu ngày nay họ tạo nên một cái hình thái ở trong cái đời sống tu tập, từ chiếc áo càng cho đến cái nón đội, cho đến lời kinh ngân nga. Những điều này nó đều tạo nên một cái hình thái, mà hình thái đó đó nó khiến cho người ta cảm thấy rằng đó là cái mà mình muốn, đó chính là đích thị, là mà mình hướng tới. Nhưng mà bên Phật giáo Bắc truyền đó có một cái câu trong kinh Kim Cang là dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhục nhân hành tà đạo bất đăng kiến Như Lai. Người lấy sắc tướng, lấy âm thanh mà cầu ngã ra thì người đó là người theo tà đạo mà không thể nhìn thấy Như Lai được. Nhưng mà ở đây đó, nó cũng hàm ý đối với tất cả chúng ta là chúng ta thường đưa ra một cái định dạng, đưa ra một cái hình thái, dù là định dạng hình thái đó đó là hình ảnh của một ngôi chùa rất là uy nga lộng lẫy, dù đó là một cái thiền thất được xây dựng rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, dù đó là một cái đời sống tu tập với tam y quả bát
vân vân. Và chúng ta đưa ra những điều đó thì Đức Phật ngài khuyên rằng nên như những điều đó chỉ là một phần của hành trình, chỉ là một cạm xe trong một hành trình, chỉ là một cái gì cần đạt đến nhưng mà cần bỏ lại, tiếp tục lên được. Đây là một điểm rất khó. Chúng ta luôn luôn chỉ muốn có hai điều trong đời sống. Một là được, được cái này hay là được cái kia. Hai là trụ. Tôi cứ muốn y tựa cái này, tôi muốn y tựa cái kia. Và cả hai điều đó đều là nguy hiểm trong cuộc sống hết. Chúng ta cứ tưởng tượng như vậy. Là một người đang học trung học. Mình ưa thích cái việc học đó, là chuyện tốt. Nhưng mà mình xem những gì mình đang học đó là cứu cánh đích thực thì không. Chúng ta học trung học là chúng ta vượt qua tiểu học. Nhưng chúng ta học ở trung học để làm điều kiện học vào đại học. Chứ không phải học trung học là để ngồi đó mà ôm chầm lấy điều đó. Cũng như ngày xưa có một thời mà người ta xem bằng tú tài là một cái mục tiêu hướng đến, thành ra đi học và trở thành ông tú. Nghe nói hồi xưa thời đó, cái thời Pháp thuộc, cái ông tú là oai lắm. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra một cái bằng cấp, một cái học vị, một sự thành tựu nó không nên là cái sở đắc, không nên là cái sở trụ. Mà nói như trong ngôn ngữ bài kinh này là không nên y tựa ở dưới mà không nên báo hiếu ở trên. Và không nên chạy theo cái dục niệm trong lòng và không nên tạo theo cái hình thái, cái sắc tướng ở bên ngoài. Tất cả những điều đó nó đều là những cạm bẫy hết. Thật ra chúng ta phải hiểu cái con đường giới định tuệ. Chúng ta phải hiểu con đường tam học là con đường đi tới. Và Đức Phật ngài nhắc chúng ta rất là nhiều lần. Thí dụ trong cái kinh Lỗi Cây, Đức Phật ngài dạy rằng tính thành tựu là một điều tốt, nhưng mà không nên dừng lại ở đó. Giới thành tựu là một điều tốt nhưng không nên dừng ở đó. Thiền định thành tựu cũng là điều tốt nhưng không nên dừng ở đó. Cho đến khi mà chúng ta đạt đến cái đích điểm mà hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà đây là một điểm khó. Cái con số người mà phát tâm để rời bỏ gia đình mà sống không gia đình, số đó không có nhiều. Nhưng mà khi rời bỏ gia đình rồi, sống đời sống xuất gia rồi, mà có thể đi tới mà không có đặt nặng về vấn đề đây là chùa chiền, đây là y áo, đây là cái hình thức ở bên ngoài, đây là địa vị, đây là chức danh, đây là giáo phẩm, giới phẩm, vân vân. Cái chuyện đó cũng phải là chuyện dễ. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi một chặng đường chúng ta đi, mỗi một bước chân chúng ta đến, nó đều phải là điểm đến mà đều là cái mà chúng ta sẽ bỏ lại. Tất cả chỉ là giai đoạn. Và điều đó thật ra là một trong những điểm khó nhất của cuộc sống. Khó lắm chúng ta mới đạt được điều này. Và càng khó hơn là chúng ta phải bỏ lại điều đó. Thực sự mà nói đó, đời sống tu tập đó, nó không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay cả các vị thiền sư nói rằng một ở trong những cái chướng ngại lớn của một thiền sinh là bất chợt an trú vào trong một cái trạng thái nào đó, và trạng thái đó thực sự là nhẹ nhàng mà chúng ta gọi là khinh an. Trạng thái đó làm cho vị đó cảm thấy rằng à, hôm nay thực sự sảng khoái, thực sự thoải mái. Nhưng mà rồi ngày mai chúng ta muốn trở lại trạng thái đó, chúng ta muốn trở về một chúng bình yên, chúng ta muốn trở lại trạng thái thân quen. Và cái thân quen, cái bình yên đó đó, nó vô hình chung trở thành một cái đích điểm mà chúng ta hướng đến, thì chuyện đó rất là sai. Tại vì cuộc sống tất cả chỉ là một cảm nhận. Chúng ta tùy từ thành phố này sang thành phố khác, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, từ tỉnh này sang tỉnh khác. Nó có những nơi dừng chân rất đẹp, sơn thủy hữu tịch, nhưng mà đó không phải là nơi mà chúng ta đang ăn đời ở kiếp. Đó không phải là điểm đến sau cùng mà chúng ta phải tiếp tục lên được. Thì ở trong đây, ở trong sứ giải nói rằng
vô sở đắc, có nghĩa là không có bám víu ở trên. Vô sở trụ là không có y tựa ở dưới. Nhưng mà điều này đó, nó được hiểu tương tự như chúng ta lội ngoài biển. Cái mục tiêu của chúng ta không phải chiếc phao. Mặc dù có lúc chúng ta ôm chồng lấy chiếc phao để không có chìm, nhưng mà chiếc phao rõ ràng nó không phải là cứu cánh. Chúng ta có thể tìm được một chỗ đứng ở một bãi cạn, nhưng mà chỗ đứng đó không phải là chỗ mà chúng ta tiếp tục trụ hoài. Chúng ta phải tiếp tục lội qua bờ bên kia. Đây là một điểm khó, rất khó cuộc sống. Con người chúng ta bị cái bệnh là hãy cái gì thích đó, thì thích, ham thích cho cố. Cái chữ ham thích cho cố ở đây chúng tôi nói không phải là quá đâu. Ở đây có chữ nên đi ra cá là hỷ tham. Hỷ tham chúng ta thì đón cái đôm nào là ham thích cho cố. Cái chuyện đó là chuyện đáng quý, chuyện đó là chuyện đáng nên có. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện mà chúng ta cứ phải ôm chồng lấy nó, ăn đời ở kiếp với nó. Và có lúc chúng ta học, chúng ta phải buông nó đi. Và điều này thật sự, nó không phải chỉ là một bí quyết, mà nó là một lời cảnh báo của Đức Phật. Là chúng ta phải tiếp tục lên được. Tiếp tục lên được. Không có cái gì để ôm chặt. Không có cái gì phải y tựa. Mình tìm một cái gì đó y tựa, thì giống như là mình đội mà có cái chỗ cạn, mình đứng chỗ đó là mình không muốn đi đâu hết. Có ai mà giữa ngoài biển mà tìm chỗ cạn đứng rồi đứng đó hoài bao giờ. Và mục tiêu của chúng ta cũng phải là chiếc phao. Thành ra đây là một ở trong những điểm rất là tế nhị của cuộc sống tu tập. Thì thưa quý vị, hết giờ rồi, chúng tôi chỉ xin chia sẻ một vài điều trong cái ý nghĩa của bài học này. Sẽ được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rư Pháp Bồ Tát Đa Ma. Ngày mai này chúng ta có giáo trình thắng pháp và vị giảng sư là Thượng Tọa Từ Siêu. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn quý sư. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy cô thân nhân hiện tiền quá tan tròn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thư
tâm thường thiện nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng chánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành cũng quả vị nhân thân. U tu sa phan su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro ta lang u tu sa phan su lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti on tu ni ro ta lang u tu sa phan su lang ga lang ga khan tu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.